được hai con ếch cả nhà ơi. Chào cả nhà nha. Bữa nay anh em lúa đi vô đồng kéo mớ cá. Được không có đâu. Bữa nay có mấy em gái ở bên An Giang qua chơi. Cùng quê cả nhà ơi. Chào con. Hello hello mấy em gái. Hello. Hello cả nhà nha. Hello cả nhà nha. Kéo mấy cái này nè, ếch nó nhảy xuống nè. Hôm qua mình cắt lúa ở đây nè các bạn. Bắt chuột ở đây nè, dữ lắm chuột. Hôm nay mình kiếm mớ cá. Hình như là mấy cái bẫy lục bình đó anh Tú. Nó chui vô đó, nó chú trong á. Hết. Vì là bữa nay có ớt ăn rồi. Này dắt mấy em gái bên Long Xuyên qua An Giang qua trải nghiệm. Xuống nha chị ơi, xuống. Xuống luôn hả? Dạ. Đây, cá nè. Ôi. Ôi, cá này là cái dảnh hả? Cá mày dính. À, cái đúng luôn. Thôi em đứng đây anh bắt anh thảy lên đi em chụp cho. Chị con xuống nha. Ờ xuống đi cưng. Xích ra đây nè, xích ra đây nè. Đắng á. Này mua vương hồi ra coi. Xuống hết luôn rồi. Không chịu lăn xả dữ. Có ếch hết trơn, mấy mừng dữ lắm ếch. Hôm qua chuột chạy mưa này biết bao nhiêu nữa trời. Ếch dữ lắm luôn. Có ếch nha, có ếch nha. Kéo cá thành cái mắt ếch không trời. Nhảy đó, dở lên nó nhảy đó. Đó, 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 ốc luôn. Ốc đắng hả nọc? Đó. Nó ếch, ếch bự lúa rồi sao vậy? Rồi. Cá mày dính bắt luôn. Ủa sao mấy ếch như vậy? Ếch thằng Tú vậy? Đâu rồi? Mất chạy. Có cá không? Tép nhóc luôn nè. Đó. Một con. Nằm lăn lừ ha. Hết ra trời đó các bạn ơi. Tao bả không à. Cây. Nữa hả? Lò quá cái cây kìa anh Hợp. Ôi, cây làm gì vậy? Trước này anh chừng có nè anh Tốt. Rồi, cho đó. Chuột chạy láng lư vậy trời. Đó, lụm đó. Ở vào đây xong rồi, anh đi sao được tốt. Ở qua coi cái đóng nó luôn rồi xong. Qua đóng nó đó, coi dục dục cái đó. Qua đóng nó đi. Qua đóng đi. Bên này nè. Có cái bọn dính nó không vô nó xong, lẹ qua xong. Xong rồi. Thẳng ơi. Thẳng tới rồi xong. Dính cái cổ qua vui xong. Cái hồi mình ốp cái nó không nhảy. Đó, hai con luôn. Ốp lại, ốp lại. Kìa xong. Nè nè anh Tú ơi, hai ba con này nè. Trời ơi, ớt giống chơi cái ơi. Mạnh không anh? Dồ, lọt con coi. Lọt. Có anh Tú, kìa xong trở lên. Hai con cả nhà ơi. Con chạy hả? Con đi, con đi gì nè. Lọt à. Lọt hả? Bốn con. Đây con nè. Ba con lắm. Bốn con nè. Lọt coi. Thôi thôi, vào luôn rồi. Vào ít luôn rồi. Đây nè hai bé ơi. Dạ. Hey, lựa cá. Cá bạnh bạnh không ạ? Cá này gì khô khô ha. Nó nhảy đụng đụng. Ôi ếch nhóc chân. Nó lấy cái vỏ đâu gạo vô cái này. Đây nè. Hey. Thôi đâu con nữa. Con gì á? Nhìn nhìn nè. Nè. Rửa chưa xong hả? Ê đây nè, vỏ lên xong xong xong. Vỏ luôn. Vô. Vô. À, cái nhỏ mình để đó. Thôi vậy hai bảy cái. Cá bự để đây nó nhảy. Anh Tú dạch được rồi anh Tú. Chậm thôi. Cứ chậm chậm á nó ụt lên à. Nó ở bà.
quá trời ếch. Hai đứa lựa cá thú kìa sao kìa. Ở tay sao? Tới cũng đấy luôn, tới cũng đấy luôn. Cái hàng gì tôi học tay lên tới. Đáng rồi. Bùng binh chả má. Chưa qua thực tế thì sẽ ớt. Nhảy xuống đi, hãy nhảy xuống đi. Nhảy xuống anh hợp tính ra đi. Nó cái gì? À, dặm ra trước. Rồi, đây được rồi đó. Bỏ lên thú, dặm trước anh Thú ơi. Đi lên bờ đi lại đi hai đứa ơi. Ở đây nè. Trên đi, cay lắm ơi. Lên bờ đi. Kìa, anh Thú cục đế rồi, cục đó là khó kìa. Đi đây hứng luôn. Luôn. Tới nào cũng lụm nữa à. Nè mới tới là có cái về rồi cho muốn nè. Nó giữ. Có không? Có đó. Có đó. Hai con. Ôi ơi. Không. Ơi. Đừng lọt nữa, đừng lọt anh Tú. Chúng đây xong. Chúng bắt nó bự trước thì tính sao? À, bự lắm đó nha. Đừng lọt nữa đó. Đây nè, tôi dính con nè, anh thấy không? Ba con luôn, ba con luôn. Tới nhanh nhanh. Chụp con lên đâu. Để tôi bắt cho. Quá đã các bạn ơi. Em đây con đây nè. Em dính đây nè. Quá trời hết luôn. Kia nó nhảy lên trên đó. Hai con luôn Tú. Hai con là xong. Có cá chưa? Có cá thằng Tông nha. Thả đi. Thả đi. Cái này chắc mình ăn ếch của ta. Thôi mình thả cá này luôn đi nha. Thả luôn đi em. Thả mấy cá nhỏ luôn hả? Bắt cá bự luôn đi. Rồi về em luôn nào lấy mập. Em kéo gì đó hết nè. Cái chậm chậm mà trong này ếch nó trốn trong này nhiều nè. Cá dùm nhóc. Dính này nè. Trời ơi bự. Dính gì đó. Cá gì? Cá này lên luôn đâu. Ghê ếch trời. Cái chậm chậm ếch nó nằm trong cái bông bông súng trong bốn cái nè. Không nó ngoài sau nó không lấy thào hứng luôn. Đây nó gỗ đây. Cầm sao thì cầm gỗ. Ừ. Hợp tác đi. Trời ơi, bành đi lâu luôn. Đây nữa nè, hứng nè. Ớt nè kìa, ớt nè kìa, dính ớt nữa kìa. Mời. Dính đâu? Ớt nè, cái gì? Chụp nữa rồi, đúng rồi. Đấy nè, có cây không? Lắm đã. Bữa nay vậy là mấy đứa hên lắm rồi đó. Có cá đó nghe mới quận á. Kéo gì tao, ruộng gì ta, thằng nào mệt đây. Đánh cá này có một cái hết rồi. Đó. Cá nhỏ, cá dinh nhỏ. Sửa cây. Dinh không anh? Kỳ quá đủ rồi. Một con nữa cả nhà ơi. Đủ rồi. Ếch ghê hồn luôn. Cái ếch này ngồi ngang qua nè, mình bắt nó luôn á, bắt đột nó nhảy xuống á. À. Không cho nó đi. Nó ở bạ. Có khi nào hang hai con không anh? Dính nữa ha anh, trời hay quá anh Tú ơi. Quá luôn. Thiệt. Chưa nghe anh Tú. Cái thuộc ếch là đây. Ê vụt. Coi vô cái lá kìa. Ớp đi không ơi, nặng lắm rồi không ơi. Qua khỏi cũng này mình ớp cái. Ngon lành nè. Bên này kéo cá dính ếch không trời. Cá bay nha. Thủ đi, thủ đi. Kéo này lên cái anh Tú ơi. Cho lưng kìa, cho lưng anh Tú. Rồi vô đi thôi. Giữ nha, cái này ếch nhiều nha. Mẹ nuôi dưa con. Giữ kéo trong luôn, kéo ngoài luôn. Đó trời bả. Ếch nhiều đó. Xong 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 mở lên xong lên nhảy xong. Bả nhiều á, Tú. Buông ra. Bả lội ra. Kìa cái mảng lên nó ụt cho nó. Có đó. Làm gì không có được. Cái gì bự à? Phi phi. Chừng ếch hết cái này nè. Không có thấy ếch nữa mà. Chừng này. Đụm con cà phê. Mình bự. Rồi dạch ra. Có ếch. Có ếch. Nhỏ. Đó, đó. Ủa sao cái này không có ếch nhiều ta? Có nè. Có một. Nó còn ở dưới không? Coi nó có còn. Đó. Đó, cá bự đó. Cái đầu kiến phải không? Bỏ đi. Ốm rồi. Ủa gì mà không, cái này không ít nhiều ta. Đó, quá, dính này buông đi. Trốn. Thôi bữa nay giờ hồi mình đi chợ mình bán nó đi, ít nhiều quá ăn sao hết.
Rồi. Mình đi hết tới đằng đó luôn hả? Ờ. Chưa hết rồi bọc thôi tới bên đó nữa. Nào mệt đi lên nha. Đợi nước mà bắt ếch được nhiều quá, chuyện này đợi tới sáng luôn, con mệt. Đưa xong rồi. Thôi cho mày, cho con mới rồi. Con mặt kia nữa đó. Tự đi, đừng dở lên. Dở nữa. Không có dở. Đó, đưa nó bự. Đi, dẫn đi. Từ từ. Nó có hỏng không hay sao? Lớp cái hàng lươn này bự luôn. Quá hồi hộp. Móc luôn. Thằng lăn chạy vô lên tao ơi. Đó. Đi. Đó. 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 Dữ lắm hết rồi. Ở đâu tìm cho mày? Nó nằm ở dưới cỏ. Đây con nè cả nhà ơi. Cá này mới bự cả nhà ơi. Vô. Bỏ vô luôn, bỏ vô luôn. Ừ, ăn luôn. Đây lụm cá Vinh đi, lụm cá Vinh đi. Còn hết đâu. Chặt nó xong. Cá nè. Vô luôn. Ốc không bắt bắt cá rồi. Ở đâu chụp chụp. Đó còn xong. Ở cá nè. Vô. Mò cái. Ơi có con này. Con ốc. Ủa sao hết nó trốn cái này vậy? Đúng rồi đã nhốt cho trời. Ba con con kỳ bà ơi. Chết dữ chưa? Chúng đâu hay dữ hả? Ơi ăn lương mở vô đó. Qua đây mà. Còn không? Không đi qua đây mà. Sao sao? Có ăn lương không? Có hàng qua đó rồi. Ủa? Bự luôn. Bết thả nhóc chân sao kỹ ta. Vì anh em lúa cho lội xịn bữa. Cái này cà phê đen rồi. Đen nó mới ngon. Chơi đi cùng mưa luôn ha. Tới mấy rồi, tới mấy rồi cả nhà ơi. Nãy giờ ếch hơi bị nhiều rồi đó. Bên bên hộp á, không có ẩn được đâu, ẩn bọng. Ẩn được đâu, bên đây đi xong rồi. Bên đây dưới như cái giò rồi. Đó, bên đây là xong, qua đây nè, làm nước ở đây. Nhảy ra đó. Có ếch nữa đó nha. Cái ếch cũng nhiều nè. À, đa phần là ếch không à? Dạ. À. Trời ơi, cũng lim bảnh trời hôm qua bắt giục hay sao cứ. Ơi, xong. Không, giờ là xong rồi. Đó, hai con nó bự. Ba con luôn. Nhảy quá. Sao mà nó nhảy quá? Đó, đó. Nó chờ luôn, nó chờ luôn. Nên chạy đi ra lại không sai chặt, không thấy bắt chưa? Đâu bắt liền. Nè, nè, nè. Con cá mày Vinh kìa.
Thôi anh em đủ ăn rồi cả nhà ơi, mình về mình làm món đây, thưởng thức cùng nhà thưởng thức. Mới vô đó. Thôi mình về nha. Đây các bạn, thành quả bữa nay nha. Ếch quá trời ếch. Kéo một chút xíu màu à. Bành bành không. Rồi, anh em mình mần rồi tắm rửa xong cái mình nấu nướng nha. Yeah. Ơi. Ếch đồng nha, ếch đồng mình tránh cống ếch đồng luôn. Sao bữa nay trải nghiệm sao? Trời vui. Mà thấy thấy nó mệt. Mình kéo cá mà dính ếch quá chừng luôn rồi. Bất ngờ ha. Hồi đó giờ có thấy kéo cá mà dính ếch chưa? Chưa. Bữa nay mới thấy đúng không? Dạ bữa nay mới thấy. Nhờ cơm ăn cơm cả nhà đi. Lấy cái dĩa đừng ha. Nấu cơm củi. Ếch mặn ra quá trời nhiều. Bữa nay ai hát gì hay dữ ta. Thôi ớt rồi cả nhà. Mình mặn mới thôi. Mới gửi cho cái bé về An Giang. Bữa nhà luôn á. Này, bữa nãy nha. Em với chị Hạnh mới đi ra ngoài vườn hái. Chị rụt rõ đi. Hạnh đi chút xíu lên nước luôn á Hạnh. Ủa lộn Ngọc. Lên nước luôn ha. Mướp. Mướp là sớm mình hái đó cả nhà. Bữa nó chín rồi nè. Ba xong với anh Hợp về nhà tắm rồi. Trở về nhà nấu nướng đây. Cái đầu này nó hư cái nắp rồi. Ủa? Lấy vô này mình cong cặp bà kia đi. Được rồi đó. Cũng được mà. Dịch chứ bò. Thì hiện tại cũng mấy chị em cũng đang làm cái kênh. Cả nhà có rảnh thì qua ủng hộ chị em Ngọc nha. Ngọc làm kênh là miền Tây quê em. Và chủ đề mình làm bên gì Ngọc? Vườn tuổi thơ. Về tuổi thơ. Cả nhà ghé qua ủng hộ kênh của em gái nha. Cảm ơn cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà. Không, đúng ra trái mướp này là mình cạo nó hay hơn nè. Đúng rồi, con vừa tính nói đi chứ kêu trái mướp chồng cái chồng con trái mướp. Mình cạo nó hay hơn á. Dạ, lục. Lục không? Da này bén hơn không? Trái mướp còn cái hột không? Là trái mướp non á. Mình cạo thử được không? Cạo vỏ hả? Cạo vỏ nó ngon hơn á. Ủa vậy hả? Mình có da hai lưỡi không ta? Đó. Cạo này, thì non quá thôi, lỡ rồi gọt mình gọt luôn đi. Nãy giờ ông nói ai biết đâu. Lần nào mình nấu ăn á, cũng có người hát cho mình nghe ha. Vô chứ bộ. Wow, cơm sôi nha mọi người. Thơm quá. Giỏi nắp cho mình đi cơm, giỏi nắp cho mình đi. Ốc này cắt xong, nước này để nguyên trái. Anh Tú nó màu đâu Tú? Đây. Màu đây, để ớt vô. Đây là món ớt xào mướp. Còn món thứ hai là món ớt xào sả ớt. Hai cả nhà ơi. Chút nếu mình xào mình ăn cơm nha. Cùng ăn cơm với chị gái với em gái ở Long Xuyên. Nồi cơm chín chưa ta? Chưa anh ơi. Nồi cơm chín chưa ta mà? Chưa. Xào sả ớt mà này ớt xanh không nghe cả nhà, không có ớt đỏ. Khóc là anh biết lỗi biết á, chứ ngồi không còn biết ăn.
Hôm nay có mấy em gái dọn chém tiếp và khỏe. Các bạn gọi đò ra ca được đó luôn. Phải không? Ừ. Mà tính ca mà có anh nào ca thôi. Ăn cơm thôi. Bữa nay mình sẽ uống nước ngọt nha. Bữa nay mình không uống rượu, không uống bia. Tại vì một chút xíu nữa chị với mấy em gái về bên Long Xuyên rồi. Nhậu xỉn không nên chạy xe. Chừng nào rảnh rỗi qua anh em lúa chơi nha chị. Gần mà, đây qua đó gần mà. Ba mấy cây á, gần đâu. Phải không? Chắc khoảng đó ạ. Tới đây rồi chắc khoảng 30, trên 30 ạ. Đó, là lúa. Mời cả nhà ăn cơm nha. Cả nhà ơi, hồi nãy mình đi bắt ớt nè. Bây giờ về anh Tú nấu xong rồi, hôm nay giờ mình dọn ra mình bày ăn nè. Mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Mời cả nhà ăn cơm cả nhà ơi. Vô. Bữa nay uống nước ngọt cả nhà ơi. Ăn trái cây. Uống nước ngọt cùng ly luôn hả? Thôi mình dọn thứ nước rồi. Thấy cái này khỏe hơn á. Hai ba thứ gì đi. Thôi thứ màu đỏ cho nó nổi ha. Ừ, thứ rồi. Đây, tôi cho nha. Thứ này nữa không? Đủ ly không ạ? Cháy nó ngon rồi. À cái nước nó màu xanh đó. Ai nấu cơm vậy? Mà mọi người cơm đâu? Có còn đúng không? Ai nấu nồi cơm này vậy? Không biết ai nấu luôn á. Anh phải khen thiệt không? Để chứ em chưa dám lên tiếng. Uống cái ly vậy. Còn bánh còn đá không cho anh cục coi. Đúng rồi, uống cháy là ngon thiệt chứ bộ. Không được quá, không biết vô lọ không. Được nắp. Được hết trơn. Đưa đây. Ủa làm cái bánh kiếm gì con chú? Nè uống nước đi chị. Em đâu uống rồi. Vừa uống luôn. Ngọc cứ đưa miếng đó đi chị gọt cho Ngọc. Uống đi đủ ly mà. Đây mất công trộm. Cùng quê mấy chị em ở cùng ở An Giang luôn. Cả nhà nhớ ghé qua ủng hộ kênh của em nha, kênh miền Tây quê em. Miền Tây quê. Vô cái đi. An Giang viết tắt. Chúc mừng cả nhà cái đi, chúc mừng cái đi. 1 2 3 vô. Bữa nay lấy nước ngọt mình thay bia luôn nha. Vô. Bữa bia hôm nay nó có màu cam. Ngồi xích vô, ngồi xích vô, không hút luôn vậy. Cái này là bia mới đó anh. Cơm, mời cả nhà dùng cơm. Dạ. Cơm đi cả nhà để ngồi. Em thoải mái nha. Ngồi lên đó vô. Đó vô. Em đi tới. Ăn cơm đi chị. Ngồi. Mình nấu ăn cũng có người hát nghe mà. Mình ăn cơm cũng có người hát nghe luôn. Ngồi xích vô, ngồi xích vô ra. Mời cả nhà ăn cơm nha. Hồi nãy mình chia dưa ớt ra làm hai ha. Dẹp ba. Ủa sao cái dĩa trái cây đó đi ăn cơm đi trời. Dạ. Ăn cơm cơm nha. Dạ em ơi. Chai tháng này hay là. Dạ. Ăn. Chứ anh nhịn mặt em không có ăn chay luôn đâu. Anh trai mới có cái món này nè, vô lấy món này cho. Yeah. Lấy rồi chào quá xong. Chào cô cả nhà ớt cho nhà ơi. Ớt thôi xả ớt. Bà Sáu cho tụi con mấy hô chào với chị Hương, tụi con chia mấy anh em người và hủ ăn ạ. Cảm ơn cô Sáu rất nhiều nha. Rồi xin vô luôn. Tại ớt của mình bắt nó ăn nó ngon. Tự tay bắt ha. Về tự làm không? Về tự làm tự ăn. Đâu biết ngon đâu, nói bản nào gì. Nó là dòng khu vực này thôi. Em nói ké cho vui cũng được nữa. Nhưng mà em nhìn hình với em ngửi mùi là em biết ngon rồi. Ra là mới hái luôn. Dạ, rồi, dạ. Bên xong hái em quá. Ở nhà mình chỉ có ăn chay mà đi bắt ếch ký thế luôn nhỉ, chứ càng cua xương cứ bỏ dưới đi, xương này cá cha này hết à, trời rất là ngon, ăn thử cực kỳ ngon luôn á, là cả ăn cục luôn
Bữa nay lấy chào rồi sao tiếp khách luôn nha. Chào này mà ướt bò nướng nha. Còn lắm á, không còn nêm nếm gì nha. Chào lắm á, ướt bò nướng trời ơi, quậy ra trắng là cái hấp dẫn. Được rồi anh ơi, anh nướng rồi. Chào đỏ lên. Tại vì em... Thôi rào chấm giờ nó đang ngon á. Xíu rồi, em đừng nói gì nữa. Thấy cái muỗng luôn không? Được rồi, đúng rồi. Để cái dĩa trái cây lên. Dạ. Ăn cơm chung với vô chứ. Hạnh hả? Quên tiêu. Món không biết, không biết cả nhà. Không biết làm rau đó hả? Anh cho em miếng rau sống. Đúng rồi, anh cho em cái nhiều nhiều, càng nhiều càng tốt. Em cũng muốn ăn cù nèo luôn. Giờ muốn không? Không, anh không muốn. Rồi, chín nhiêu thôi. Cái này cũng dễ ăn quá nè. Cho em gửi lại cái này. Đây, để này luôn. Rồi đó. Ăn cơm ăn rau sống nhất, ăn rau sống nhiều tốt. Con cua này ở nhà trồng nha cả nhà. Này ăn xích vô đi. Ăn chấm đồ rất là ngon. Mình xích vô đi, ngồi xích vô. Mình xích vô bé. Xích vô bé luôn. Được. Ăn nhiệt tình bự, đi mấy đứa ơi, Ngọc. Đừng có ngại nha. Không có ngại nha. Ngại đói á. Tôi mắc cỡ quá mà tôi hết một chén rồi nè. Chưa cái này màn đầu mình hứng thức từ từ. Một hồi mình hứng thức xong rồi mình ăn. Vậy tới nhóm mình lúa chơi mắc cỡ rồi đâu. Ớt mà mướp nó ngọt ha. Lúc này nãy mình thái ngoài đồng không? Dạ. Ngon quá cả nhà ơi, một chén rồi cả nhà ơi. Hai bằng chén nữa. Trong giới thiệu cha ngon mà không hút qua đây ăn thử coi. Để bếp nữa đó anh không ăn. Nó mặn mà. Vậy là mấy chị em có biết uống rượu bia gì không? Con nhỏ không có uống không? Mấy đứa này không biết uống. Uống thì được, con bé mở xỉnh. Ăn chè được. Đường xa chạy xe mà nó còn hiện này nữa chào nữa. Thôi bây giờ mình ăn cơm đi cho nó chắc. Thử coi cô bé chủ kênh Ngọc. Thử chào Ngọc. Chào chào được không? Thọ không có nêm nếm nha, chào không có nêm nếm nha. Không có cay đâu. Thanh hơi à. Ngon thiệt, nó có mặn. Nếu em mua chao mà chợ ăn nó sẽ được. Em để đường, em để chanh vô. Thử mấy người. Chao thì càng cũ nó càng ngon. Nổi lên nó mới ngon. Mỗi lần anh em lên Sài Gòn là về là có chao à. Chao nhà làm hả? Có cái này cô quá. À. Như chao môn không ta? Chao môn là mình. Chao môn là ngon. Đúng rồi. Béo mình nó thơm. Chứ có đục ăn chứ. Không ạ, nó động dây. Để ăn mà. Có đây làm nhiều món ngon lắm á. Nhiều món ngon. Mình nướng bột mình chiên lên. Ăn hết đưa đây bới cho nhà đừng có. Ướp sơ tế nướng nhưng mà để da. Dạ. Ngon. Có nhà người ăn da không được rồi. Cái dĩa còn lại ăn hết rồi dĩa đó của người ta. Ở đây mắc cỡ, không ai dám ăn. Mắc cỡ này. Mắc cỡ ngồi bên đây mình dính lúa là no luôn rồi. Anh nói nhỏ chỗ này nghe cho. Nói nhỏ là bụng đây nè. Ủa lộn, nói không bên kia nghe hả? Nói không bên kia nghe. Mắc cỡ xong rồi kêu nói qua đây. À chị. Ăn tự nhiên đi một cái vô lốt. Đừng mà. Tay giấu tới bên chỗ bên kia luôn á. Để là nó tay dưỡng. Ăn coi này ăn ngon dữ lắm. Tấm cơm không? Tấm cơm gì vậy? Ăn coi. Ăn coi ớt. Như nãy rồi em qua sao em coi đó. Anh Tú làm hết đó. Còn mướp anh Tú làm luôn. Này là tự cái màu dài đuôi nè. Quá ghê luôn. Ta đổi thường không ai giận thôi. Đúng không? Có ai nêm lại không? Có.
Ghê vậy. Ăn tự nhiên đi trời. Ăn cơm xong rồi cái mình là ăn nhiều vô đi Nhung. Ăn mạnh vô con. Mình ăn dĩa trái cây đó cái anh em mình đàm đạo cái hồi cái gì mình chia tay hẹn ngày gặp lại. Dạ. Mình tạm biệt cả nhà, có gì ngày mai gặp lại ha. Bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.